Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video mới nhất trên kênh YouTube của Đồng Hải Chiêu. Những chiếc đồng hồ Edify xanh luôn có một sự cuốn hút nhất định đối với người sử dụng nó. Và những chiếc đồng hồ Edify mà xanh, nó không chỉ phù hợp với những cái loại trang phục văn phòng lịch sự lịch lãm, mà còn phù hợp với những loại trang phục đầy bụi bặm cá tính như là quần jean hoặc là áo thun. Vậy nên hôm nay Thảo sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn top 3 mẫu đồng hồ Edify mặt xanh mà đang bán chạy nhất trên thị trường hiện nay. Và mẫu đồng hồ Edify mặt xanh đầu tiên tôi muốn giới thiệu đến tất cả các bạn chính là mẫu đồng hồ này. Mã của nó là ESV510L, có giá bán tại Hải Chiêu là 3.289.000. Đây là một trong những mẫu đồng hồ Edify mặt xanh bán chạy nhất trên thị trường hiện nay. Mẫu đồng hồ này sở hữu kích thước đường kính mặt số là 51 x 44mm và bề dày là khoảng 12mm. Đây là một trong những mẫu đồng hồ Edify mà phù hợp với lại đại đa số cổ tay của người dùng Việt Nam. Và mẫu đồng hồ này có khả năng kháng nước là lên tới 10 ATM. Điều này đem lại cái sự thuận tiện trong quá trình sử dụng hàng ngày đối với chúng ta. Tuy nhiên, quý khách hàng cũng cần lưu ý một điểm, bởi vì mẫu đồng hồ này nó sử dụng dây da, cho nên là nên hạn chế chống nước để cho dây da có thể đạt được cái tuổi thọ cao hơn. Màu xanh biển ấn tượng của mặt số luôn làm cho chiếc đồng hồ này nổi bật trên cổ tay của người đeo. Bên cạnh đó, dây đeo bằng da trơn màu nâu cũng giúp cho các bạn dễ dàng phối đồ hơn. Nét nam tính của đồng hồ được thể hiện qua các chi tiết như vỏ đồng hồ được làm bằng chất liệu thép không chỉ 316L. Kiểu kim giờ được cách điệu hình mũi tên mạnh mẽ thường thấy ở những dòng đồng hồ lạnh. Vạch số và kim giờ phút của chiếc đồng hồ này được thiết kế cực to và rõ ràng. Bên trên được phủ dạ quang Neobright dây phát sáng rực rỡ trong bóng tối, giúp người dùng dễ dàng đọc được giờ. Và tiếp theo là mẫu đồng hồ tuyệt vời này đây, bởi vì nó không chỉ sở hữu một cái mặt xanh ở mặt số mà nó còn sở hữu một cái màu xanh tuyệt vời ở cái vòng bezel bên ngoài nữa. Mẫu đồng hồ này ra đời vào khoảng giữa năm 2016, nhưng luôn luôn là nằm trong top những mẫu đồng hồ cực kỳ bán chạy cho tới thời điểm hiện nay. Bởi vì không chỉ sở hữu cái vẻ đẹp tuyệt vời bên ngoài mà nó còn có cái mức giá cực kỳ dễ chịu, chỉ hơn khoảng 3 triệu một chút mà thôi. Và cụ thể là 3.289.000. Và mã của mẫu đồng hồ này là ESV552L. Đây không chỉ là một mẫu đồng hồ lạnh cực chất mà còn dành cho những người đàn ông văn phòng mang cá tính mạnh mẽ và phong cách nữa. Mẫu đồng hồ này sở hữu đường kính mặt số là 53 x 47mm, còn bề dày của nó là khoảng 12.3mm. Và mẫu đồng hồ này sở hữu mức kháng nước lên tới 10 ATM, đem đến sự yên tâm nhất định cho người dùng trong quá trình sử dụng hàng ngày. Xuyên suốt đồng hồ là tông màu xanh biển từ dây đeo, viền bezel và mặt số đồng hồ. Nổi bật trên nền màu xanh đó là những chi tiết màu trắng bạc của các con số, vạch số và mặt hiển thị phụ. Vỏ đồng hồ được làm bằng chất liệu thép không chỉ 316L cao cấp, trong khi đó dây đeo làm bằng chất liệu da trơn cao cấp, tạo cảm giác đeo dễ chịu nhất cho người dùng. Và thứ ba tôi muốn giới thiệu đến các bạn chính là mẫu đồng hồ Casio Edify có mã là EFR558D. Mẫu đồng hồ này được ra đời vào khoảng giữa năm 2016 với phong cách thiết kế đảo ngược. Nó đảo ngược bởi vì thông thường thì cái dãy phím điều chỉnh này nó sẽ nằm bên phía bên này, nhưng đối với mẫu này sẽ ngược lại, nó sẽ nằm bên phía bên này. Với chức năng chronograph thông thường thì chúng ta sẽ ấn nút A để điều chỉnh, nhưng với mẫu đồng hồ phong cách đảo ngược này chúng ta sẽ ấn phím B. Mẫu đồng hồ này Thảo đánh giá rất cao về thiết kế của nó, bởi vì ở đây trên mặt đồng hồ nó sở hữu những cái đinh tán đem lại cái phong cách nó có gì đó rất là mạnh mẽ, rất là cơ khí. Nhà sản xuất cũng đã điểm xuyết những cái đinh bên trong mặt số đồng hồ nổi bật trên cái nền số màu xanh rất là đẹp. Và mẫu đồng hồ này sở hữu cái đường kính mặt số là 52 x 48.2mm, còn bề dây của đồng hồ là khoảng 12.3mm. Và chiếc đồng hồ này sở hữu một cái trọng lượng khá là nặng, nó khá là đầm tay khi đeo, bởi vì trọng lượng của nó lên tới là 164g. Ngoài ra thì cái khả năng kháng nước của nó là khoảng 10m. Thì cái điều này nó cho phép người dùng mình có thể thoải mái trong quá trình sử dụng, bởi vì mức kháng nước như vậy là khá là cao. Và cái dây của nó sử dụng là dây kim loại, nó không phải dây da, cho nên quý khách hàng sử dụng mình không cần phải kiêng cữ hay là tránh hạn chế gì cả. Quả thật, cả ba mẫu đồng hồ Edify mặt xanh mà Thảo vừa giới thiệu đến tất cả các bạn đều rất cuốn hút và đáng mua, đúng không nào? Và nếu như các bạn thực sự yêu thích ba mẫu đồng hồ này, hãy liên hệ ngay tới số hotline ở đây để nhận được tư vấn và đặt hàng ngay trong đây nhé. Mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo trên kênh YouTube Đồng Hải Chiêu.